anh ơi, đây là chiếc Equalizer của hãng Buehler với model là SG9800 nhá. Cái model cực kỳ đẹp. Và em sẽ trước khi gửi đây em sẽ quay một cái video clip này gửi cho anh xem về cái mặt hàng này. Toàn bộ mặt phay nhôm trắng bốp rất chi là đẹp. Cần rất chi là đẹp anh nhé, cần sáng trắng luôn. Không có một cái chấm hoen gì gì anh nhé. Toàn bộ đèn nụ đầu cần đèn đỏ là còn sáng đều rất đẹp luôn. Đấy anh để ý này, rất chi là đẹp này. Đèn đầu cần rất chi là đẹp và toàn bộ cần anh để ý này. Cái cần này nó còn sáng trắng như này là rất chi là hiếm anh nhé. Mặt phay nhôm không có một tí hoen, tí ố gì. Và đây bên trong máy anh này. Bên trong máy này, toàn bộ là cực kỳ đẹp luôn. Vỉ máy vàng óng luôn. Toàn bộ vỉ máy vàng óng anh nhá. Và đây là nguồn mà. Nguồn này. Cái chiếc Equalizer 9800 này là nó có cái nguồn điện là 4 nguồn điện vào nhá. Hàng xuất châu Âu. Nguồn vàng óng rất chưa đẹp. Toàn bộ vỉ máy linh kiện phiên bản từ AZ anh nhá. Đây em quay trực tiếp gần cho anh xem này. Hai vế này. Đây một vế bên phải này. Vế bên phải này. Và đây vế bên trái này. Toàn bộ linh kiện cao cấp hết. Và đây phần nguồn này anh này. Đây phần nguồn này. Nguồn rất đẹp. Và đây là mặt đằng trước của Equal này. Mặt đằng trước là cái phần chỉnh cần gạt này. Toàn bộ zin bản từ AZ anh nhé. Rất đẹp, máy rất đẹp luôn. Em đang test video này là chạy Equalizer 9800 anh nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Mặt không có tí hoa nấu rất sắc gì đâu anh ạ. Đây là em chưa vệ sinh đâu, mấy cái bẩn này là em sẽ vệ sinh xong rồi em sẽ gửi cho anh. Đây em sẽ xoay đằng sau rồi để anh nhìn về cái mặt đằng sau này. Lặng lắm, trước này lặng lắm anh nhá. Con này máy đẹp này rất hiếm anh ạ. Nói chung là dòng Equal thì em rất nhiều nhưng mà để mà có cái model đẹp như này rất chi hiếm. Đây nhìn này. Toàn bộ đằng sau nó thiết kế hãng nó có là dập luôn cái hệ thống sơ đồ khối của máy này. Sơ đồ khối của máy này. Và đây là nguồn 4 nguồn điện của Equal này. Con này hàng xuất châu Âu là sẽ có 4 nguồn điện 110, 120 và 220, 240 nhé. Em đang để chế độ 220. Về anh thích chạy chế độ nào thì anh gạt sang chế độ đấy nhá. Và đây bên máy bên này là thông số Equal này. Buehler SG9800 này. Marian Saban với công suất là 25W. Anh lưu ý cái số seri nhá. Số seri em quay anh này. Rất chi là rõ, rất chi đẹp luôn. Đấy, tổng thể rất chi đẹp, không chê được điểm gì nhá. Toàn bộ máy zin bản anh nhé. Em chưa có động chạm thay thế sửa chữa gì đâu anh nhé. Đấy, khi em gửi máy cho anh này, em đã test và toàn bộ máy zin bản chưa thay thế sửa chữa gì anh nhé.